Hello, xin chào anh em. Thì ngày hôm nay, ngày cuối năm, thì em sẽ nên một cái video cuối cùng của năm nay để cho anh em xem. Và cũng gửi lời cảm ơn đến anh em. Anh em đã ủng hộ shop trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đấy, trong vòng từ tối nay đấy, hoặc là mai, thì em sẽ nên một món đồ nha anh em nhé. Đấy, một món đồ là một cái cần dành tri ân cho anh nào nhanh nhất. Đấy, anh nào cứ nhanh nhất là ok, thì coi như là một cái phần quà cảm ơn đến cho anh em. Người nào may mắn thì người đó sẽ được. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng. Đấy, cái đồ này nhá, anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282, hoặc cần mã số kèm số điện thoại bên dưới bình luận, em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý giá báo trên video là cho một vship toàn quốc sẽ là từ 30 cho đến 40 nghìn trên một đơn, tùy vào size gần, và em không bao ship nha anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý em không bao ship. Đến với cây đầu tiên. Đấy, đầu tiên ở đây thì là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, còn sót nha anh em nhé. Cây này là cây cần Daiwa hốt lóc. Này, anh em xem cái phần bát này nhé. Cái phần bát này là nó dạng như kiểu là người ta cẩu sử dụng một số lần ấy, người ta không vệ sinh nên là nó đã bị ố như thế này. Này, cái này chỉ là những cái vết ố ra rồi anh em nhé. Còn tổng thể cây cần này nó rất là ít sử dụng luôn. Cái này nhá, em vừa bóc ra luôn nhá anh em nhá. Đấy, cái này em vừa bóc ra luôn, anh em xem này, nó còn mới luôn, em vừa bóc ra luôn. Nó sử dụng về xong là nó vứt ở trong nhà kho hoặc là trong bãi, nó lâu quá rồi. Đấy, các cái phần chân khoen này nhá, nó có ố nhá anh em nhá. Đấy, nó có ố. Đấy, nó có ố này. Đó, nó có ố. Cây cần này thì là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy. Đây, nó có định vị khoen hết như thế này anh em nhá. Khoen là khoen full xích, đầu bu cũng thế, định vị khoen hết như thế này. Cây cần này là cây cần Daiwa Tournament. Đấy. Đấy, sau cái thời gian mà nó bị phơi nắng hoặc là vứt ở trong nhà kho nhiều thì nó đã bị bong cái lớp sơn 2K như thế này anh em nhá. Cái này thì rất là đơn giản anh em nhé. Cái phần sơn này nó như kiểu là cái sơn xe máy, anh em có thể về dùng chất tẩy sơn ATM, anh em bôi một phát là nó sủi hết cái lớp 2K này, anh em phủ lại là xong. Đấy, định bị khoen luôn anh em nhé. Cái là carbon xoắn X như thế này. Hơi bị tiếc cho một cây cần rất là xịn sò. Cây này là cây Daiwa Tournament Sinan. Đây. Daiwa Tournament Sinan. Daiwa Tournament Sinan, từ cực 50, dài 4,2 m. Tổng chiều dài là 4,2 m, chiều dài thu gọn là 83 cm, tổng số nóng là 6. Amonope Whisker. Nếu như mà cái cây này ấy, mà trong hôm nay em không bán được ấy, thì mai hôm nào qua đấy em sẽ xả hết. Em sẽ xả hết cái lớp 2K của nó, em sẽ phủ lại. Thì cây này cần này nói rồi anh em rất là ngon. Hiếm khi mà có được những cái nô cần Daiwa Tournament như thế này lắm. Ít, cực kỳ ít luôn. Cây cần này được sản xuất tại Nhật nhé anh em nhé. Made in Japan luôn. Đó. Thông số chiều dài cân nặng em báo cho anh em như sau. Cây cần này thì nó có trọng lượng là 380 g. Cái gốc của nó nhá, anh em xem này, cái gốc của nó nhá, cái gốc của nó là hình oval nhá. Đây, cái phần này ấy, thì nó sẽ là phi 28 nhá, còn cái chiều này ấy, nó chỉ có 25 thôi. Đó, Ano Fusik Moche, thì cái ngọn 2.1 mm, cái cần này có mã số 1. Mã số 1 bán cho anh em với giá là 1.500.000. Tiếp theo thì ở đây em có là một cây cần của hãng Daiwa. Cây cần này là cây cần Daiwa Carbon Whisker, được số 3, dài 5m4. Và cây cần này cũng có một số vết xước nha anh em nhé. Nhưng mà cây cần này được sản xuất tại Nhật luôn này, Made in Japan này. Chưa được Carbon Whisker này, nó có xước răm như thế này anh em nhé. Khoen là khoen full xích. Đấy, khoen full xích, cần nguyên zin nguyên bản, không qua chỉnh sửa chữa gì hết. Cái nóng ngọn này của nó nhá, tất cả đều là khoen full xích nha anh em nhá. Cái nóng ngọn của này, nó này, nóng ngọn này không xoắn nhá. Đấy, nóng ngọn không xoắn nha anh em nhá. Bắt đầu nó sẽ xoắn từ nóng thứ hai trở đi. Đây, nó xoắn thứ hai trở đi như thế này.
này thì rất phù hợp với cả anh em về hạ tay để săn cần săn hàng. Quen phui xích hết anh em nhé. Bên trong này thì nó cũng còn đẹp. Đó. Đó. Đây qua carbon whisker đồng số 3 dài 5m4. Này thì anh em ở trong vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, ở Thanh Hóa hay sử dụng để câu gì nhỉ? Câu cá chuối bằng bát, cá nóc ấy, bằng bát. Bằng cái bát quấn quấn ấy. Cái cần này nó có trọng lượng là 350g. Đường gốc em đo được là phi 23,5. Ngọn 1.4mm. Cái cần này có mã số 2. 1.350.000. Tiếp theo thì ở đây em có coi như là cái cần này là một cái cần siêu phẩm nhé anh em nhé. Đấy, cái cần này là một cái cần của hãng Gamakatsu. Thì cái cần này ý, tổng thể ngoại hình nó còn đẹp nha anh em nhé, nhưng mà cái thiết kế của nó ý, thường thường ấy, cái thiết kế của bọn hãng cái hãng Gamakatsu này này nó hơi theo cái chiều hướng nó cổ điển ấy, nhìn nó cứ bẩn nó xấu ấy, nhưng mà nó rất là đắt anh em nhé. Riêng mấy cái cây cần Gamakatsu này thì nó cực kỳ đắt luôn. Cây cần này nó nguyên zin nguyên bản hết nha em nhé. Tổng chiều dài của nó là 3,5m, cứng cây này nó một cây ISO nhỏ cứng 4. Sức tải dây của nó từ 3 cho đến 10, nó một cây ISO cứng 4 anh em nhé, cứng 4 dài 3,6m. Pad Fuji đúc như này, Cyber Seat. Anh em nhìn nó như thế thôi nhưng mà thực chất là cây này nó còn đẹp đấy, nhìn nó bẩn như thế đấy. Nó được trang bị full một dàn fan Fuji Six anh em nhé, full Fuji Six đồng bộ hết. Đấy, ngọn của nó khá là to luôn. Này là cầm cây cần nguyên zin nguyên bản anh em nhé. Cái này nó có định vị nóng anh em nhé. Đấy, nó có định vị nóng. Đây, định vị khoen này. Định vị khoen này. Đấy, định vị nóng này. Đấy, định vị khoen này. Đó. Cái cần này nó là một cây cần khoen to thì chết tiền rồi. Cái mà cao su rất là ngon. Cái cần này thì nó chỉ có trọng lượng là 250g. Đường kính gốc phi 23,7. Ngọn 1.5mm. Cái cần này có mã số 3. 3.100.000 nha anh em nhé. Tiếp theo ở đây em có là một cây cần của hãng Ryobi. Ryobi Kratech Henica. Henica là một dạng một dòng cần siêu xoắn của Ryobi nhé anh em nhé. Đấy, một dòng cần siêu xoắn, nó xoắn này, nhưng mà nó xoắn nó khác, cái vân xoắn này, này nó giống dạng như ở cái vân xoắn của NFT ấy, nhưng mà nó đẹp hơn rất là nhiều nhé anh em nhé, nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cây này ý, này Nhật, toàn chữ Nhật không. Cây cần này có số 2, dài 6m2, thì cây này nó có thể phù hợp cho anh em hạ cần tay này. Phù hợp nhất là hạ cần tay để đánh săn hàng Ryobi. Đây là dàn khoen của nó nha anh em nhé. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji Six. Cái nóng ngọn này thì nó cũng xoắn nha anh em nhé. Nó bắt đầu xoắn như thế này, từ nóng thứ 2 đổi về gốc. Đó. Bên trong này còn rất là mới anh em nhé. Trong còn rất là mới luôn. Đây, anh em xem này, xoắn nó xoắn nổi gân mà nhìn nó đẹp lắm. Nó không dạng như kiểu là mấy cái cây NFT đâu. Về tổng 5 cây này thì em bán ở trên Facebook thì như là mà hai là ba cây, ở ngoài kia còn một cây 3-1.5m nữa. Đó, đấy anh em thấy không? Đẹp không? Đẹp lắm. 26,2m. Trọng lượng 280g. Đính gốc phi 24,5. Đính gọn 1.1mm, 1.2mm. Cái gần này mã số 4. 1.500.000.
Tiếp theo ở đây em có là một cây cần của hãng Daiko, Daiko Full Power, đường kính số 5, dài 5,3 m. Đấy. Cái cần này thì tổng thể nó còn khá là đẹp nhá anh em nhé. Cái này là cái vết bẩn nhá anh em nhé. Này phần đa phần những cái phần này này nó lấy vết bẩn thôi. Đấy, vết bẩn. Phần này thì nó có xước này. Đó. Còn tổng thể thì nói chung là nó cũng có xước nhưng không nhiều. Một cây cần ISO đường kính số 5. Cái cần này nó được trang bị một dàn khoen Fujisic như thế này anh em nhé. Đấy, Fujisic như thế này. Đấy. Tất cả các khoen này còn đẹp, không dập nứt. Daiko nha anh em nhé. Này nó có xước này. Có xước cái nóng thứ ba này. Còn nóng xước còn nóng thứ 3 nhé anh em nhé. Và nóng thứ 4 nó cũng có xước nhưng mà ít. Đó. Cái Daiko. Daiko thì nó chỉ được sản xuất tại Nhật thôi anh em nhé. Và sử dụng tại Nhật luôn. Không có bán ra thị trường nước ngoài. Bát Fuji. Thiết kế khá là đẹp. Daiko. Cái cần này thì nó có trọng lượng là 400 g. Gốc phi 24. Ngọn 1.5 mm, cái cần này có mã số 5. 1.600.000. Tất cả các khoen còn ok hết nha anh em nhé, không dập nứt. Đấy. Tiếp theo ở đây thì em có được một cây cần cũng của hãng Daiko. Cây cần này thì là một cây cần đứng số 4, dài 5,3 m. Daiwa Product Daiko. Daiko. Đấy, phần này thì nó có bám muối nhé anh em nhé. Đây là bám muối này. Phát vặn như thế này. Đường kính số 4, dài 5,3 m. Được trang bị full một dàn khoen Fujisic nha anh em nhé. Đấy, full một dàn khoen Fujisic. Tất cả các khoen còn nguyên, không dập nứt, chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Đây, cái ngọn này của nó đây anh em nhé. Đặc trưng của mấy cái dòng Daiko này, nó hay làm cái đầu bu kiểu như thế này. Rất ít khi nó làm một đầu bu kiểu dạng như kiểu mấy cái cần Shimano luôn. Đấy. Cái này thì nó có xước rồi nha anh em nhé. Đấy, nó xước. Đấy, nó xước này. Đó, nó xước. Đấy, bên trong này nó bẩn anh em nhé. Đấy, chưa nó chùi vệ sinh gì cả. Mà Daiko thì anh em không cần phải suy nghĩ gì về chất lượng của Daiko. Daiko quá là ngon luôn. Cái cần này nó trọng lượng là nó có trọng lượng là 350 g. Gốc phi 21, ôi gốc nhỏ thế nhỉ. Đây, gốc bé tí thôi anh em nhá. Chứng tỏ cây cần này phôi rất là dày thì gốc của nó bé tí. Đây, gốc nó có 21,5 thôi mà trọng lượng nó lên tới 350 g trong cây cần số 4. Được cái ngọn là 1.5 mm. Cây cần này có mã số 6. Nó xước như thế thì danh lý luôn cho anh em nhé, 1.300.000. Cái này nó đi nữa, cái nó đẹp keng luôn. Đấy, tiếp theo thì ở đây em có là một cây cần của hãng Shimano. Shimano Fine Carbon Cyber Ranger, đường kính số 3, dài 5,3 m. Và nó là một cây cần ISO quen lớn nha anh em nhé. Pad là pad vắt. Đây. Cái phần này nó bị bẩn nha anh em nhé. Đấy, nó bị bẩn, anh em về vệ sinh lau chùi lại này. Đây này, bẩn này. Nó xoắn X hết nha anh em nhé. Nó xoắn X màu xanh ngọc từ gốc này đến tận ngọn luôn. Ngọn nó cũng xoắn phai carbon. Cần của hãng Shimano. Khoen thì nó được trang bị full một dàn khoen Fujisic như thế này nha anh em nhé. Full một dàn khoen Fujisic. Anh em xem này. Đấy, nó xoắn ở gần này. Đấy, nó xoắn ở gần. Ngọn thì nó không có định vị nha anh em nhé. Đấy, ngọn nó không có định vị. Nhưng mà nó định vị này. Nó định vị ở những cái khoen gốc thứ hai này, đấy, từ đổ xuống gốc, đó, định vị tất cả đều có định vị nóng hết anh em nhé. Cái cần này rất là đẹp, ngon luôn, nhìn trông sướng lắm, cảm thích. Cyber Ranger, khoen nó lại khoen Fujisic nữa chứ, đó, tem vàng đầy đủ hết anh em nhé. Trọng lượng cân nặng. Hai trăm tám mươi gram vãi trưởng số ba, 280 g.
đường gốc là phi 22,6, đường ngọn, ngọn to nhỉ, 1.7 mm. Cây cần này có mã số mấy đây, mã số 7, 1.600.000. Hầu như là mấy cây này còn mấy cây ISO đây anh em nhé. Tiếp theo một siêu phẩm nha anh em nhé. Giới thiệu qua về cái cây gần này. Cây gần này thì nó là sư huynh của Daiwa Keplab Carbon anh em nhé. Nó ngon hơn Kepla rất là nhiều. Cây này khi mà đập hộp tại thị Nhật thời điểm nó mới ra mắt ấy, nó đã bị tương đương với tầm cỡ từ 17 đến 18 triệu. Và cái dòng tournament này là cái dòng cần cao cấp nhất của Daiwa anh em nhé. Đấy, dòng cần cao cấp nhất. Cây cần này thì nó cũng cứng số 3, dài 5,3 mét, nó xoắn từ gốc đến tận ngọn luôn. Và nó xoắn nhá anh em phải đọc mô tả của nó này. Nó xoắn này, những cái đường xoắn này này, nó được xoắn giữa hai sợi Kevlar và sợi Whisker anh em nhá. Đấy, nó xoắn này, nó là hai sợi anh em nhá, sợi Kevlar và sợi Whisker, chất liệu carbon là Amunofe. Cần được thiết kế bởi Daiwa, Bát Fuji. Phần này thì nó có bẩn này. Đấy, còn bên trên thì đẹp hết anh em nhé. Còn bên trên tất cả đẹp hết. Đấy. Này. Khoen thì full khoen physics hết anh em nhé. Cần nguyên zin nguyên bản. Này. Đấy, anh em xem chưa? Nó còn vẫn còn định vị khoen này và những cái phần mà bu bôi đen đen này của zin của hãng luôn anh em nhé. Zin tất cả cái này zin của hãng, chưa có một tác động nào từ bên ngoài. Đây, xoắn ích hết từ gốc này đến tận ngọn luôn. Này, ở bên dưới này nó cũng có như thế nha anh em nhá. Đấy, tournament. Đây, xoắn này anh em xem xoắn nhá. chứ không phải là cần gì nhỉ? Cần Kevlar là ngon nhất đâu, không phải đâu. Anh em nghĩ như thế thôi. Nó Kevlar nó được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nên nó mới có giá trị. Và Kevlar nó đẹp. Nó thiết kế đẹp. Đấy. Này. Đó, đẹp chưa? Đấy, thứ 3, dài 5m3, ISO con nhỏ nha anh em nhé. Đấy. Bóng nừ. Đó. Diver Kevlar Carbon. Cái gần này nó chỉ hơi xấu ở phần gốc. Trọng lượng 360g, 260g. Đường gốc phi 21. Đường ngọn 1.5 mm. Cây cần này có mã số 8. 2.500.000. Mã 9 thì cũng là một siêu phẩm luôn. Cây cần này là một cây cần cao cấp nhất của dòng High Power X nha anh em nhé. Cây cần này là cây cần Shimano Protect, độ cứng số 3, dài 5m3, cũng là một độ cứng khá là hiếm luôn. Đấy, mạnh nha anh em nhé. Tổng chiều dài là 5,3m, chiều dài thu gọn 117cm, tổng số nóng là 5. Pad Fuji tem vàng, khoen Fuji và cần khá còn đẹp nữa anh em nhé. Tổng thể thì chưa lau chùi nên là nó nhìn nó bẩn như thế thôi. Đấy, tem vàng made in Japan đầy đủ anh em nhé. Đấy, chuyện Shimano. Đấy, nắp chụp đầy đủ. Tất cả những cái cần ISO khoen nhỏ hôm nay nhé, nó đều có một cái nắp chụp zin nhé anh em nhé. Đấy, một cái nắp chụp Fuji dây đỏ zin. Cần zin nguyên bản anh em nhé, chưa qua chỉnh sửa. Đấy, chưa qua sửa chữa. Đó. Này, xoắn này, anh em xem xoắn này. Đây là cây cao cấp nhất của dòng High Power X. Đấy, bên trong này thì còn rất là đẹp anh em nhé. Giờ nhìn đã con mắt luôn. Đấy, đã con
mắt luôn, hai cây một xi một đai. Trọng lượng 280g, hai cây cần này như nhau luôn. Được cái gốc phi 24. Được cái ngọn 1.4mm. Mã số 9. 9 cũng 2,5 triệu luôn anh em nhé. Đó, 2,5 triệu. Tiếp theo sang đến những cái món cần mà khác. Một cây cần của hãng Daiko. Đấy, một cây này thì nó có thể dành để cho anh em nua gành, nua nhái thật. Đấy, nua gành, nua nhái thật. Và cây cần này nó còn cả túi luôn anh em nhé. Anh em xem cái túi màu xanh xanh này, túi này. Đó, nó còn cả túi luôn. Nhưng mà cây cần này thì nó không còn đẹp lắm nha anh em nhé. Nó đã có xước, đã có dấu vết của thời gian rồi. Cây cần này là một cây cần Daiko Fly Made in Japan. Dài 2m9. Thông số tại mồi em đọc luôn cho anh em nhé. Khoen là khoen Fuji bướm xích nha anh em nhé. Bướm chân cao như thế này. Đấy, bướm chân cao như thế này. Daiko Fly. Nó không ghi độ cứng nhưng mà cây cần này nó là cây cần cứng tương đương MH anh em nhé. Vì em có một cây cần Daiko hiện tại em đang đánh, nó cũng tải 60g và nó in thông số là MH. Cây cần này dài 2m9, nua mắc 60g, pe từ 1.5 cho đến 3. Có nghĩa là sức chịu dây này, này anh em này, sức chịu dây có khoen là 1.5 cho đến 3. Mắc rắc là 3 cân. Có nghĩa là khi mà anh em câu ấy, anh em cái thông số đẹp nhất khi mà anh em để rắc máy nó rơi vào từ khoảng 3 cân nha anh em nhé. Đấy, Made in Japan Daiko. Đó, khoen này, đầu bu. Đấy, khoen đầu bu Daiko. Daiko thì anh em chẳng cần phải nói rồi, quá nhiều anh em biết về cần lua của Daiko. Ngày trước em hay cày cần lua Daiko đó, nhưng bây giờ nó hiếm rồi, nó ít rồi, nó không về nhiều nữa. Ủa, cái cần này nó chỉ có trọng lượng 220g thôi anh em nhá. Dạ mà hẳn quá nhẹ. Được cái gốc phi 10, gốc của phi em đo phần này nhá, là 14. Ngọn 2.4mm. Cây cần này mã số 11. Đúng nhỉ? Mã số 10 anh em nhé. Mã 10, 10 em bán cho anh em với giá là 2 triệu. Cây Daiko còn túi 2 triệu. Này ngoài miền Bắc đang dịch cúm anh em ạ, vẫn chưa khỏi luôn. Đây là tổng hợp nha anh em nhé. Có một cây cần con chết cha, cái nắp của nó đâu rồi, nắp này của nó, nắp này em sẽ tìm sau nha anh em nhé. Nắp này em sẽ tìm sau đấy, còn nắp nhưng mà em sẽ tìm cho anh em sau. Một cây cần của hãng Gamakatsu thì nó có tất cả là 3 ngọn anh em nhé. Không biết là cái ngọn, những cái ngọn này nó có cắm vừa hay không, nhưng mà thường thường ấy, cần Aikada anh em về thì độ chế thoải mái, không sợ bị cái nọ kia, vì cái đợi cái ngọn này này của nó này, cái là cái ngọn sử tinh nhá anh em nhá. Để em đo lên xem. Cần này cần khúc nhá anh em nhá. 4.7 này. Ôi, cái này thì anh em về độ chế thoải mái anh em nhé. Anh em về mài đi là ok nhá. Đấy, mài đi là ok. Cái ngọn này là ngọn zin của nó này, nhưng mà nó bị mất một số khoen này. Đấy. Còn những cái hai cái ngọn này thì còn nguyên anh em nhé. Hai cái ngọn này còn nguyên. Tổng là 3 ngọn và một gốc. Cái nắp này thì mai em sẽ tìm lại cho anh em. Đấy. Cây cần này thì nó có chiều dài, tách đi chiều dài. Cây này là 1m8 nha anh em nhé. Đấy, 1m8. Mã số 11. Tổng 3 ngọn này, 1 cần này 600.000 anh em nhé. 3 ngọn 1 cần 600.000. Mã số 10, mã số 11. Mã số 11 600.000.
anh em về, có thể anh em về nghịch nợ, anh em về độ chế. Tiếp theo một cây cần khá là ngon anh em nhé, nhưng mà rất tiếc là nói chung là tổng thể ngoại hình của cây cần này ấy, nó có bẩn này đấy, nó có bẩn, nhưng mà cây cần này nó rất là ngon anh em nhé. Này nó bẩn này, đấy, nó bẩn nhé anh em nhé. À, cây cần này không được, cây cần này nó bị rồi, cây cần này mai phải hạ rồi, cây cần này nó bị ấy rồi, rất tiếc anh em nhé. Cây cần này thì phải bỏ lại, mai em làm lại sau. Rất là tiếc. Cây cần này 6m3 nhìn ngon quá. Cây cần Olympic Made in Japan luôn. Tiếp theo một cây cần của Nissin. Cây cần này Nissin dài 5m anh em nhé. Đấy, 5m và hầu như là còn mới tinh. Thì những cái cần tay nó ngắn này thì phù hợp với cả anh em câu suối này, câu giếc này, câu chép này. Thu gọn của nó chỉ có 50cm thôi anh em nhé. Và trọng lượng là 130g, dài 5m. Cái phần này ấy, do cái cần này ấy, vì sao nặng không? Do cái cục ấy này, do cục đối trọng này. Đấy, anh em về không thích ấy, thì có thể bỏ cái phần nắp này ra. Nó nặng cái nắp, phần nắp này này. Đấy, cái nắp này của nó rất là dày, nó làm dạng như kiểu nó làm để đối trọng tay ấy, làm rất là dày, dày cộp luôn. Nó phải rơi vào tầm khoảng 3 ni nhôm nha anh em nhé, 3 ni nhôm. Nên là nó nặng ở cái cục này, nó nặng ở cái phần cục. Mai mà có thời gian, nếu như mà cây cần này hôm nay mà không bán ấy, thì mai có thời gian em sẽ bỏ hết đi, em làm lại cây cần này. Cây cần này rất là ngon luôn, nguyên zin cả bu 360 độ luôn anh em nhé. Còn rất là mới, rất là mới luôn. Đây, các đầu nóng của nó anh em xem cái lớp sơn này đẹp cực luôn này, nó đẹp lắm đó. Cái cần này rút ra rất là thẳng nhé anh em nhé, 3H. Đẹp lắm, còn bên trong còn mới tinh luôn. Đây, mới tinh luôn, 130g. Nếu như mà mai mà có thời gian mà bỏ ra em làm thì em sẽ làm hết lại luôn, làm hết lại cái gốc này, với cái phần gốc này này, nó cũng nặng một số ở cái phần gốc này, vì cái phần gốc này nó quấn rất là nhiều giấy ở bên trong. Anh em nhìn chỉ như thế này không phải đâu nhá, bên trong này nó còn một lớp giấy nữa. Đấy, Nissin dài 5m, Made in Japan luôn. Đấy, cái cần này thì gốc 17,8, ngọn 0.7mm, mã số 12 1.100.000. Tiếp theo thì đây cũng là một cây cần câu suối anh em nhé. Cây cần này thì đây dạng như cây này này, nhưng mà nếu như mà anh em mà bỏ cái phần này đi này thì cái cần này nó chỉ ngang cây cần này thôi anh em nhé. Đấy, cây cần này là một cây cần của Nhật. Đấy, một cây cần của Nhật về Nhật bãi. Nó có hai chế độ, một chế độ 4m, một chế độ là 4m rưỡi. Nó ghi luôn ở trên đây là cứng đều nhá anh em nhé, của hãng cái gì Tactic Enjoy chuyên Nhật. Nó còn zin cả bu 360 độ luôn nhá anh em nhé. Cái cần này cũng còn đẹp. Đây, em rút ra chiều này để em có thể án được cái tầm độ cứng của nó nhá anh em. Cái cần này nó cũng rút ra thẳng anh em nhé, cũng 3H luôn. Đấy, đó, cũng 3H luôn, hai chế độ câu. Đó, hai chế độ câu anh em nhé. Cây cần này thì nặng 90g, gốc 19, ngọn 0.7.
cái con này giá 700.000 nhé anh em nhé. 700.000 mã số 10 hả? Mã số 13. Và cái cần này là cái cần cuối cùng nhé anh em nhé. Đấy, cái cần cuối cùng. Cái cần này là một cây cần của hãng Shimano. Đấy, được mệnh danh là một cây si bạc. Cái cần này thì nó có chiều dài là 5,5 m. Nó có 3 chế độ câu nhé anh em nhé. 55, 51 và 47 nắp chụp zin. Cái cần này thì khi mà ra cần ấy, em sẽ cái dây này nhá, cái dây này này, nó bị đứt, em đã làm lại cho anh em rồi nhá anh em nhá, nhưng mà em bao đủ chiều dài luôn cho anh em nhá, nó chỉ bị đứt dây ra thôi. Ôi, cái này còn đẹp lắm, mới tinh. Cái này nó phải rơi vào tầm cỡ khoảng 3.5 cho đến 4h anh em nhá, ra cần thẳng tưng, thẳng tắp luôn, rất là nảy, xì bạc. Đó. Ta cần thẳng tắp này em nhé. Cái này là zin của hãng nó làm như thế nhé anh em nhé, không phải em làm đâu. Đấy, zin của hãng nó full như thế. Si bạc. Cây này cây cuối cùng trong cái lô của ngày hôm nay. Đấy, và cái lô này thì vẫn qua lễ em ship nha em nhé, qua Tết chứ không không em không ship được luôn đâu. Trọng lượng chỉ có 110 gram thôi. 5,5 m, 110 gram. Cái phần này, cái phần gốc này này. Đấy, cái phần gốc này nó bầu anh em nhá. Em đo phần này nhá. Đo phần này là 24,9 này. Còn ở phần này này nó là chỉ có 20 thôi. Thì nó làm cái phần bầu và cái phần này ra để cho anh em mình dễ cầm ấy. Đấy. Ngọn 1 mm. Đấy, cây cần này có mã số 13, mã số 13 đúng không nhỉ? Ở mã 14, mã cuối cùng, giá 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000 mã cuối cùng. Rồi, chào anh em.